tôi có được. Thank you.
Thank you.
tánh sơ mà chúng thời cha mẹ đồ thân quyến vì thời đó mà tu tạo phước lành để ứng thiên độ cho người đó mà theo bản lòng chưa đọc tông kinh và cúng dường thờ và cổ minh tư phụ các vị thánh cho đến hiện danh hiệu của bậc ba bồ tát cũng bình trị và làm cho một danh tất cả
sống thời cử đi theo nghiệp mà thọ lấy quả báo trong luân mà chưa biết chẳng ra làm sao đó tôi đã hiện khổ sầu khổ cũng là phải vì quả báo các bạn đã thân hồn người trên đó khi chưa được thọ sanh ở trong bốn mươi chín ngày luôn luôn trong mong hàng bốn dục thân biến tu tạo phước lành để cứu vớt cho qua khỏi bốn mươi chín ngày đời cứ theo nghiệp mà thọ lấy quả báo người trên đó nếu là kẻ có tội thời trải qua trăm trăm nghìn năm không có ngày nào được qua khỏi còn nếu là kẻ phạm năm tội vô giám thời phải đọa vào đại địa ngục chịu mai nhân từ đó có trong những kiếp muôn kiếp lại vì đưa đại ông trưởng giả sau khi dân chúng sanh gây phạm tội nghiệp nhờ thế mang chúng mà không nhân tâm quyền có làm trái để giúp thêm phước bạc cho người chết đó tới khi xong sự chưa rồi cũng trong luôn đường làm chớ có đem nước gạo lá rau vân vân đồ vai ra nơi đất cho đến cao từ đồ ăn như dân cũng cho vân cùng tăng thời chẳng được ăn trộm nếu như ăn trái phép và không được tinh sân thì thường thời ở trên đó tròn không được mấy phương nào cả nếu có thế thì thường dự yên tinh sân nếu dân cũng cho vân cùng tăng thời trong vây văn trong tức thời trên thường đường một văn này ông đường nhà vì thế nên nhớ chúng sanh trong cõi nhiệm vụ sau khi cha mẹ hay người thân quyền chết nếu có thế làm cháy cũng như chỉ tâm cầu cần thời nhân thời nhớ thế kẻ còn lòng người vẫn đều đặng lời định cả đúng ngày địa đang nói lời này lời cũng trời đau lời có số nhân buông lúc nào do ta quỷ thành cõi nhiệm vụ để điều bản tâm bồ đề vô lượng ông trưởng gia đại biểu vui mừng vẫn lời dạy tâm lấy ma vui ra nam mô đại nguyện điều tam vương bồ tát nam mô đại nguyện điều tam vương bồ tát nam mô đại nguyện điều tam vương bồ tát. Thank you.
Nam mô A Di Đà Phật.
không. Sanh tài quý như viên quốc năm tinh tinh và sanh tài Westminster Cali Hoa Kỳ quốc ngày mùng tháng mười mùng năm nhâm dòng hương thọ 80 sau tuần lai đạo linh tiền thọ cam lộ vị thanh bát văn kinh tâm xã mê đồ vãng sanh tây phương cực lạc quốc. Lại sang một lần. Như tầm phong thịnh thái tư đại bi lịch ca văn quan thế ông bồ tát phóng âm hào hoa tiếp triều phong vị hướng linh phan thi thành dũng pháp danh dư thông sanh tài quý nhân vì nam quốc năm tinh tinh và sanh tài Westminster Cali Hoa Kỳ quốc ngày mùng tháng mười mùng năm nhâm dần hương thọ 80 sau tuổi lai đạo linh tiền thọ ca tổ vị thanh pháp quan kinh tâm xã mê đồ vãng sanh tây phương cực lạc quốc
Ah, yeah.
Mình chưa bao giờ. Yeah.